TV256 xin mến chào quý anh chị em nha. TV256 muốn chia sẻ với anh chị em về cái đề tài là lợi ích nhóm và một nhà nước pháp quyền. Sao không có thấy ai vào gì nè? Rồi, có một người vào rồi. Có một người vào là TV có thể là chia sẻ được nha. Để vào mà không thấy ai vào hết làm sao chia sẻ được. TV muốn chia sẻ về cái vấn đề mà lợi ích nhóm và một nhà nước pháp quyền. Cảm ơn quý anh chị đã đến với diễn đàn TV256. Chào bạn từ anh Tú nha. Nói về cái lợi ích nhóm thì chúng ta thường nghe nói ở trong nước là có nhiều cái nhóm lợi ích. Thì hôm nay đó TV256 rất là may mắn nghe được một cái phóng viên của đài BBC phỏng vấn ông, đại khái là ông Nguyễn Quang A, rồi phỏng vấn nhà báo gì đó quên mất rồi. Đại khái là cái đoạn video clip mới nhất mà TV nghe thấy từ BBC đó, trang nhà BBC, thì nói rằng là đất nước chúng ta đó có rất nhiều gọi là nhóm lợi ích, nhưng mà có một cái nhóm lợi ích đó nó gọi là dùng mọi thủ đoạn là họ cả sử dụng luôn cả cái vấn đề mà nhồi sọ những người Việt Nam ở trong nước để mà cố gắng gọi là bám giữ lấy cái quyền hành. Là có một cái nhóm mà lợi ích lớn như vậy đó, là đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam chính là một cái lợi ích nhóm. Lợi ích nhóm là lớn nhất. Thì lợi ích nhóm này nó muốn gọi là chào bạn Duy Nguyễn, chào bạn Nghi Ra Chua. Đó là cái lợi ích nhóm. Ở bên đây thì TV cũng đã là 3 giờ 28 phút rồi. Nhiều khi ngủ không được. Mình thấy những cái điều mà nó đau thương của đất nước mình, mình ngủ không được. Cái lợi ích nhóm là cái lợi ích mà lớn nhất. Gọi là bằng mọi giá để mà tiếp tục cái quyền hành của mình, tiếp tục để mà giữ vững cái quyền hành của mình. Đó là cái lợi ích nhóm lớn nhất. Thì TV256 rút tỉa rồi được cái câu nói của, đại khái là của Nguyễn Quang A, tiến sĩ Nguyễn Quang A, qua cái cuộc phỏng vấn của đài BBC. Và thứ hai nữa đó là TV cũng thì cũng qua cái đoạn mà video clip đó của BBC thì TV nhặt được rồi là hiểu được cái nhà nước pháp quyền là như thế nào. Thì đại khái người ta nói đến nhà nước pháp quyền là nhà nước đó sử dụng cái luật pháp, sử dụng cái nhà nước gọi là
sử dụng cái luật pháp của nước mình, chứ không phải là sử dụng là đảng quyền, đúng không? Pháp quyền nó khác với đảng quyền là vậy. Mà hiện tại chúng ta thấy rằng là nhà nước gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này đó, nó không phải là nhà nước pháp quyền. Sự thật là vào lúc mà đất nước chúng ta đó vào năm 1986 là bắt đầu cái chương trình mà gọi là đổi mới đó. Sự thật là đổi mới thì tôi thấy nó là đổi cũ chứ không phải đổi mới. Thì khi họ đưa ra cái chương trình gọi là phải thay đổi cái nền kinh tế thị trường, thì cá nhân TV là ngay lúc đó là đã lên án rồi, lên án một cái nhà nước gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa này đó là làm tầm bậy, gọi là họ nói là kinh tế thị trường đó là theo cái định hướng xã hội chủ nghĩa, và mình rất là bực mình, về cái câu nói đó. Tại vì mình thấy rõ là nó là một cái quái thai. Cái nền kinh tế thị trường đó thì nó là nó theo giống như là nền kinh tế tư bản. Mà nền kinh tế mà xã hội chủ nghĩa thì nó lại là nền kinh tế tập trung công nông trường. Hai cái nền kinh tế nó đối chọi với nhau như vậy. Mà làm sao mà có thể tạo dựng được một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa mà lại là vừa là kinh tế xã hội chủ nghĩa vừa kinh tế thị trường, thì nó đúng là cái quái thai thôi. TV khẳng định nó là quái thai. Và cái thay đổi quan trọng nhất đó là thay đổi về chính trị chứ không phải thay đổi về kinh tế. Là TV khẳng định rằng thay đổi về chính trị làm nó mới thay đổi gốc rễ, chứ không phải thay đổi kinh tế mà thay đổi không thay đổi chính trị thì cái điều đó nó cũng là quái thai luôn. Cái chính trị mới thay đổi được cái kinh tế, chứ không phải cái kinh tế mà nó thay đổi được chính trị. Là từ năm 86 là TV 256 đã có cái ý nghĩ như vậy rồi. Nói không thể nào mà nó thuận tiện trong cái việc mà điều hành đất nước đó. Muốn điều hành đất nước, muốn thay đổi là phải thay đổi chính trị, là cái điều căn bản. Tại vì từ chính trị nó sẽ thay đổi đến cái kinh tế. Mà tất cả các quốc gia tư bản đó, là họ có cái nền kinh tế, nền chính trị rồi là đa đảng. Tất cả những cái quốc gia đều gọi là đa đảng đó. Đa đảng, đa nguyên đó. Thì họ mới tạo dựng được cái nền kinh tế rồi là tư bản được. Mà bây giờ đất nước mà không có đa đảng đa nguyên mà đòi rồi là có nền kinh tế thị trường là cái điều đó sai lầm. Thành ra nền kinh tế thị trường đó là không có sự mà tham dự của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu mà có sự hiện diện của Đảng Cộng sản Việt Nam thì không bao giờ có thể gọi là nền kinh tế thị trường được. Nền kinh tế thị trường nó phải đa đảng chứ, bây giờ nếu độc quyền nữa là một cái Đảng Cộng sản Việt Nam thì không thể nào gọi là nền kinh tế thị trường được. Và nền kinh tế thị trường mà lại mang theo cái đuôi gọi là định hướng
là cũng không phải nền kinh tế thị trường. Làm sao mà định nướng cái nền kinh tế là xã hội chủ nghĩa được? Thành ra sự thật mà nếu mà những cái tên cộng sản đó, cái đảng cộng sản mà biết nghe lời dân, biết thay đổi chính trị vào cái thời điểm mà năm 1986, thì chúng ta không có mất rồi là trên 31 năm như vậy. Từ năm 1986 cho đến năm 17, chúng ta mất 31 năm. Đất nước chúng ta mất 31 năm. Đảng Cộng sản vẫn còn tồn tại. Đồng ý như vậy là nó là cái lợi ích nhóm rồi, là lớn nhất, để nó tìm mọi cách để mà giữ vững cái quyền hành của nó. Nó làm gọi là tan thương đất nước cho đến ngày nay. Và đến ngày nay đó, chúng ta thấy nhiều cái triệu chứng đó là sụp đổ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là cái tiêu đề gọi là làm thế nào để mà giải tán cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều người nghĩ như vậy. Nhiều người nghĩ cái Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái đảng tội ác, gây đau thương cho cái dân tộc Việt Nam. Và cái đảng đó bắt buộc phải bị giải thể hoặc bị giải tán. Thành ra TV rất là đồng ý với tiến sĩ Nguyễn Quang A. Nguyễn Quang A cho rằng cái lợi ích nhóm lớn nhất chính là cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái đảng rồi là tham quyền cố vị, và cái đảng này nó còn đầu độc luôn, nó nhồi sọ luôn cả toàn dân. Nó nhồi sọ thì những điều đó là TV đã kể cho quý anh chị em nghe rồi. Nó nhồi sọ từ cái loa phường đến tất cả những tờ báo mà chúng ta, nó có cả hàng trăm tờ báo, nhưng mà chúng ta chỉ cần đọc một tờ báo thôi là chúng ta hiểu được hết tất cả các tờ báo khác. Thành ra người ta nói báo chí, cái nền báo chí của Việt Nam đó, nó giống như là nó chỉ có một tổng biên tập. Nó rất là khôi hài, tại vì những tờ báo đó nó nói một chiều, phải nói rồi là theo cái ý của Đảng Cộng sản, bảo vệ cho cái quyền lợi của Đảng Cộng sản. Thành ra đến ngày hôm nay đó là có cái sự phát biểu của Nguyễn Quang A là TV tin tưởng rằng không phải là chỉ có một ông Nguyễn Quang A, mà TV nghĩ rằng đó sẽ có rất nhiều ông Nguyễn Quang A. Nhiều ông Nguyễn Quang A lên tiếng là cái Đảng Cộng sản này là cần phải gọi là vứt bỏ vào thùng rác rồi. Đảng Cộng sản bắt buộc phải sụp đổ rồi. Không có cách gì mà để có thể mà cứu vãn được. Và toàn dân đã thấy cái điều đó. Thấy cái điều sai trái, cái tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó. Đã là một nhà nước pháp quyền là phải không có sự hiện diện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta cần khẳng định cái điều đó. Đảng Cộng sản Việt Nam ngồi xổm lên luật pháp qua cái bản hiến pháp và điều 4 hiến pháp. Khi mà anh ngồi xổm lên cái bản hiến pháp như vậy thì làm sao là cái nhà nước pháp quyền được? Phải không? Thành ra TV rất là tâm đắc
rất là tâm đắc là cái Đảng Cộng sản Việt Nam đó là một cái mà lợi ích nhóm mà lớn nhất. Cái lợi ích nhóm mà cái lợi ích nhóm này đó nó hành xử rất là man rợ. Nó hành xử rất là dã man. Giống như nó đâu có thi hành luật pháp đứng đắn đâu. Nó sẵn sàng nó mở cửa xe của người ta ra, nó lôi kéo anh Nguyễn Đức Bình ra, rồi nó bắt cóc rồi đi thôi. Chứ nếu mà nó là nhà nước pháp quyền á, thì nó xin phép nó mở cửa xe, nó gõ cửa xe người ta, rồi nó đọc lệnh bắt giam anh Nguyễn Đức Bình về cái tội này, nó mới đúng là nhà nước pháp quyền chứ. Dạ, cảm ơn bạn Diệp Hoàng Hoàng đến với diễn đàn nha. Thì đó, TV cũng muốn chia sẻ cái ngắn gọn thôi. Nhưng mà TV thấy nó rất là ý nghĩa. Nó rất là ý nghĩa khi mà nói về cái vấn đề mà nhà nước pháp quyền. Tại vì chúng ta đó thường thường là nghe cái anh Đảng Cộng sản hoặc là những đảng viên của Đảng Cộng sản nói là đập bàn rồi là nói với dân là tao là luật. Tao là luật. Làm sao có nhà nước pháp quyền? Hoàn toàn chúng ta thấy cái nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa này đó, nó không phải là nhà nước pháp quyền. Nếu mà pháp quyền đó, thì nó phải dựa vào bản hiến pháp. Mà bản hiến pháp lại cho chúng ta có cái quyền biểu tình, có cái quyền gọi là lập hội, lập đảng. Mà thử hỏi có ai mà thực thi được cái quyền đó? Chúng ta hoàn toàn không có quyền biểu tình, chúng ta hoàn toàn không có quyền tự do báo chí. Nhưng mà trong luật pháp đó thì nó nói như vậy. Thành ra chúng ta phải biết đây là cái luật pháp này là nó thuộc là đảng quyền rồi. Thành ra muốn có một nhà nước pháp quyền là phải loại trừ cái Đảng Cộng sản ra mới gọi là nhà nước pháp quyền được. Bởi vì nhà nước pháp quyền mà nó có một cái lợi ích nhóm như vậy, cái lợi ích nhóm chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái lợi ích nhóm đó nó tìm mọi cách để mà nó giữ vững cái quyền hành độc tôn để mà cai trị cái đất nước này. Mà nói thật ra là nó là phản quốc. Nhiều lần TV 256 đã chứng minh rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái đảng phản quốc. Thì mình nghe cái mình chỉ nghe cái câu chuyện mà phóng viên đài BBC mà phỏng vấn các nhà báo trong nước, có phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang A, thì mình thấy bình luận được hai cái điểm rất là hay. Hai cái điểm rất là hay rồi mình chia sẻ với anh chị em thôi. Đó là lợi ích nhóm và một nhà nước pháp quyền. Rồi, TV xin chấm dứt bây giờ nha. Để ngày mai thì TV sẽ livestream tiếp tục.